Cái càng này á, là cái càng của đời Lexus LS460-600H ha. Cái dòng này là dòng cao nhất nha. Cái dòng này là của Maguro, là Made in Japan. Cái tiếng của dòng này á, là nó rất là hay. Tiếng bóp một cái là nó rất là thanh. Và đặc biệt cái càng này á, là nó rất là to. Mình thấy nó nhỏ nhỏ như vậy thôi chứ tiếng nó rất to. Thì dòng Lexus, anh em nghe dòng Lexus nó bóp một cái đứng xa cả 20 m hay 30 m là nghe nó lồng lộng luôn. Thì đây là đời cao nhất. Anh em về anh em cái càng này mình thấy vậy chứ nó không phải vậy đâu. Anh em về anh em xài 20-30 năm nó cũng không có hư. Tiếng rất là lớn mà tiếng thanh lắm. Nghe tiếng cái là biết là những cái dòng xe sang là Lexus 460, 570 rồi. Nói chung là cái này dành cho những xe bản full đời cao chứ không phải là những xe bản thường ha, càng xịn ha. Cái bản thường thì mình không có đâu nha, mình chỉ đời cao thôi. Thì anh em gắn cái cặp càng này vào, anh em nghe thử ghiền liền chất âm và sau này là sẽ xài càng này. Còn những cái càng chợ và những cái càng pha ke hay là những cái càng red thì nó sẽ không bao giờ được giống như vậy đâu ha. Thì nó hiếm lắm, vì hàng tháo xe thì nó chỉ phải như vậy thôi chứ không phải có số lượng nhiều như những cái hàng pha ke mình hay là hàng rẻ rẻ nha. Anh em về anh em xài đi, anh em sẽ ưng liền. Đây là mình chuyên nghiệp nên là mình sẽ giới thiệu những cái tinh hoa và tinh túy cho anh em để anh em biết anh em xài và anh em chơi. Nó cũng không có nhiều đâu, ít lắm, hiếm lắm, nó cũng không có bậy bậy đâu. Anh em chơi thử đi, anh em sẽ ghiền được cái chất âm của nó rất là hay. Mình có video riêng của tiếng của nó anh em ha.